Xin chào tất cả các bác đã đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Cho cho đầu tiên buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối hôm nay em sẽ lên cho bác rất nhiều những chiếc đồ cho tường quá nhé, cũng như những chiếc đồ của vai bò. Thì đợt tới thì cũng chia sẻ cho bác anh em về rất là nhiều của Mỹ giá cực rẻ luôn các bác nhé. Thì cũng mời các bác chúng ta đặt hàng. Đợt này về giá cũng cực kỳ tốt bên cửa hàng em Thành các bác nhé. Những sản phẩm tiếp theo các bác nhé, thì bên em send lên cho bác đó chính là những chiếc đồng hồ treo tường các bác nhé. Em send lên con số 1, con đầu tiên các bác nhé, một chiếc đồng hồ Zizot các bác nhé, một chiếc đồng hồ Zizot thùng bè các bác nhé, một chiếc đồng hồ Zizot thùng bè kính hình bông hoa các bác nhé, thùng to các bác nhé, thùng to hai bên là hai bông nho các bác nhé. Các bác nhìn mặt số bát giác các bác nhé, mặt số bát giác các bác có thể nhìn thấy đây. Máy là máy đồng các bác nhá, đánh 5 côn 5 búa chơi bản nhạc quét các bạn. 5 côn 5 búa chơi bản nhạc quét. Còn đây tay cầm các bác nhá. Thùng to luôn các bác ơi. Ok. Con này thùng to các bạn, cực to luôn. Mã số 1 56 x 47 các bạn nhé. Con này giao lưu cho bác với giá là 4,3 triệu các bạn nhé. Mã số 1 4,3 triệu. Sản phẩm tiếp theo giao lưu cho bác chính là một chiếc đồng hồ vợ Van Dess các bạn nhé, có xuất xứ đến từ đất nước Pháp. Kiểu dáng thùng là kiểu dáng thùng khung rất đẹp, hai bên là hai bông lúa mì, hai bên là hai bông lúa mì. Em cứ để sát vào một chỗ thôi, đỡ là bê đi thì lại bên này. Kính là kính mài các bác nhé, kính mai quy cực đẹp, cánh hình cánh khum gập các bác nhé. Mặt số đây các bác có thể nhìn thấy đây, mặt số ba giác các bác nhé. Từ này em sẽ hạn chế quay chuông để tiết kiệm thời gian các bác nhé. Có nắp đây. Máy đồng đẹp xuất sắc các bạn nhé, máy đồng đẹp xuất sắc, đánh 80 tà búa các bạn. Đấy, đánh 80 thép, các bạn nhìn xem, rất đẹp. Kích thước sản phẩm này, kích thước 5. Sản phẩm này là 55 và có chiều ngang 48, 55 x 48, 55 x 48 các bạn nhé. Sản phẩm này là mã số 2. Giao lưu sản phẩm này các bác với giá 5,5 triệu các bác nhé. 5 triệu 500 nghìn đồng các bác chú ý giúp em. Ok. Sản phẩm tiếp theo giao lưu các bác đó chính là một chiếc đồng hồ Vodex các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Vodex các bác nhé. Kính trên là kính cong, kính phía dưới là kính kính trắng các bác nhé. Kính là kính cong, hai bên là hai cái cột các bạn nhé, với những cái họa tiết tinh xảo. Có nắp đây các bạn nhé, máy đây rất là đẹp các bạn nhìn xem. Côn kia em còn chưa nắp các bạn nhé. Giao lưu sản phẩm này cho bác với giá 2,5 triệu đồng kích thước 63 x 39. Giao lưu sản mã số 2 à? 3. Mã số 3. Giao lưu sản phẩm này cho bác với giá là 2,5 triệu. Xong bóc em. Giao lưu bác một chiếc đồng hồ FFR các bác nhá. Con này 6 côn 8 búa các bạn. FFR 6 côn 8 búa mặt số 3 răng nào các bác nhá. Có nắp chính giữa thùng các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. Máy là máy hơ kim trắng hay còn gọi là máy nhôm, đánh 6 thanh vuông độc rất là ngân các bác nhá. Kích thước sản phẩm này 60 chiều ngang 43, 60 x 43. Giao lưu các bác sản phẩm này với giá 3 triệu. Mã số 4. Sản phẩm tiếp theo giao lưu các bác một chiếc đồng hồ di dung Han ngọc nhá. Một chiếc đồng hồ di dung Han mặt 20 với 8 côn 8 búa.
Di Dung An mặt 28 cuốn 8 búa, đáy là đáy hộp các nhá, các bác có thể nhìn thấy. Hai bên là hai cái đầu bông hoa nhá, thùng thì dáng thùng nu. Mặt 20, kính vát các bác nhá, thì rất đẹp. Có thể nhìn thấy đây, mặt 20 mặt rất đẹp các bác nhá. Mặt số 7 ba lô đây, kim mũi giáo. Máy móc con này thì đây, máy di cối xay các bác nhá. Các bác nhìn xem. Đánh 8 thanh gông thép. Thủ công dài đường, con này rất là hiếm. Hoài Giang Lưu bác với giá 6.500.000 đồng các bác nhá. 6.500.000. Kích thước 78. 78 nhân 32 mã số 5. 6.500.000. Sản phẩm tiếp theo, Giang Lưu cho các bác bóc xem. Sản phẩm tiếp theo em Giang Lưu cho bác đó chính là một chiếc đồng hồ thùng cực khủng luôn. Con này chắc con FFR rồi. Hai bên là hai bông hoa cực to luôn, thùng to các bác nhá. Từ phía dưới là kính trắng các bác. Em sẽ kéo máy cho các bác xem là máy gì. Máy hợp kim trắng các bác nhá. Đánh 6 gông. Trong đó là có 6 gông đồng. Chưa bảng với minh tơn các bác nhá. Mở nắp đây. Các bác nhìn xem. Được. Bù có đủ đồ hết các bác nhá. Thùng to. 60. Bao nhiêu? 60 47. Mã số 6 giao như cho bác với giá là 4.000.000. Ok, tiếp theo em sẽ lên cho bác một số những cái sản phẩm vai bò ngày hôm nay các bác nhé. Một chiếc đồng hồ vai bò các bác có thể nhìn thấy đây. Trước mắt các bác đây đang là chiếc đồng hồ vai bò Đức, dáng khá đẹp, dáng kiểu máy bay nhưng mặt vuông cổ điển các bác. Những cái đường chỉ vàng các bác nhé. Mặt số đây các bác nhé, mặt số các bác có thể nhìn này. Kim bút. Vừa về em chưa tháo đồ ra luôn các bác nhé. Con này nó đang bị chạm gông các bác, tức là gông đang chạm khóa chạm nắp các bạn. Hết cót các bạn, còn màu dơ mà nha, con này khẳng định quá là chuông cực hay luôn. Nó đang bị chạm đồ trong này. Đó, kích thước. Mớ vai bò hôm qua em bán hết sạch rồi các bạn. 21 21 x 66 37. Giao lưu sản phẩm này cho các bác với giá 3.500.000. Nên mã số 7. Giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ vai bò các bác nhé, mặt cực đẹp đây, kính cong, số nào vã các bác nhìn thấy đây. Rất đẹp luôn. Máy các bác nhé, máy chạy ba nắng tóc còn là của Đức, 5 gông 5 búa các bác nhé. Chụp cực hay luôn, chạy ba nắng tóc, máy của Đức, con này còn cho con Kenji. Ok, cho kích thước con này vỏ khá đẹp. Nhân 65. Mã số 8. Con này giao lưu quá với giá là 3.800.000. Mã số 8 các bác nhá. Giao lưu quá một chiếc đồng hồ vai bò nữa, con này dáng thì đưa bác đẹp này.
con Kenji dáng cực đẹp luôn, dáng để trên bàn con này quá chất luôn. Kenji ấy, dáng gọi là uốn lượn rất đẹp luôn. Cánh chim vai cao, mà nhìn này vai cao viền rất đẹp. Ở đây đây mặt số nổi khá đẹp luôn. Ok, Tenzer Ozinai phiên bản giới hạn. Và này, máy rất là đẹp luôn nhé. Máy 505 búa cho bản nhạc Vương Sơn các bạn nhé. Em thì tặng cho anh xem. Này mình chưa bóc mà. Được chưa ạ? Mã số 9 các bạn nhé, 4 triệu. Lần đầu tiếp cho các bác một chiếc đồng hồ vai bò có xuất xứ từ Đức thôi. Các bác có thể thấy hai bên là hai cái bông hoa, vỏ nó sườn qua thời gian rồi các bác nhé, các bác có thể nhìn thấy mặt tròn. Ok các bạn nhá, về các bạn mau chùi qua tế cái vỏ đi là xong. Máy con này là máy kiểu như Kenji rồi nhá, kiểu máy Kenji. Ok các bạn nhá, con này ra như có bác phải giá 1.900.000. Hai triệu chín luôn á. Bên thưa bao nhiêu? 22 x 64 10. Hai triệu chín. Mã 10. Lên con này thì khá đẹp luôn. Chốt con hẳn con đẹp này mà chơi này. Vai bò họa tiết cực đẹp luôn. Mặt thì các bạn nhìn này, mặt kiểu như một cái nâu đài. Ôi chà, viền băm rất đẹp. Mặt số nổi các bạn nhé. Ok chưa? Quay xong. Con này đánh 5 vuông đồng các bạn nhé. Đánh 5 vuông đồng. Con này máy nó đang không bắt chặt đấy các bác. Bắt chặt. Con này máy nó đang bị tụt. Bắt lại cái ốc cơ. Đấy nhá. Này còn có cả giấy tờ này. Là nhiều bác con này 4.500.000. Đọc kính chưa? Kích thước 23 x 70 mã 11. Con này thì đắt các bạn nhé, con này 6 triệu, con Vân Nu này các bạn này, con giới thiệu luôn nhé. Con này chắc các bạn chẳng mua đâu. Con này Vân Nu 6 triệu đấy các bạn, Nu toàn thân luôn, Nu kín người luôn. Đây các bạn nhìn em lần này em lại có dòng khách tí của em thôi. Cái này em thường ít bán cho khách chơi ấy. Khách chơi người ta lại so bộ bì với các dòng vai bò 3.500.000.
núi. Núi kín người luôn. Quay đằng sau ra cho bác xem. Đây, có kim ở trong này các bác nhé. Đây, có kim ở trong này, chuyển lại. Nắp xoay ốc vào đằng sau. Đấy, các bác nhé. Dạ. Quay đằng sau. Các bác nhìn này, có Kenji. Đấy nhé, con này có Kenji, thùng to, chạy 3 năm tóc các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy đâu. Chuông rất hay, dòng này các bác khỏi chê. Đo qua kích thước cho các bác đi. 24 nhân với 7 nha. Mã số mấy ạ? Mã số 12. Các bác nhá. Con này 6 triệu cơ. Đấy. Các bác nào mà chúng ta quan tâm thì chúng ta liên hệ bê cho anh cái món đồng rồi đây. Con đồng mặt men này, sale các bác còn đấy đâu. Giới thiệu các bác là cái sản phẩm chiếc đồng hồ bóc này. Cái con này nó cả 100 năm tuổi rồi. Chất liệu đồng, đó nha, con này con Japi, dáng lâu đài cực đẹp. Rồi sale ạ. Con này em mua vào đâu đó 10 triệu rưỡi. Con này bán nỗ. Bán nỗ thu tiền về. Đấy, hoa hồng nó nhớ ở phía trên là hoa hồng này. Cúp này, hoa hồng. Phía trên là hoa hồng. Tiền dưới này phải cúp này các bạn ạ. Đó là cái bông hoa các bạn nhìn này. Mặt là số mặt men các bạn nhìn này. Đẹp xuất sắc. Men xanh. Mặt men xanh nữa nhá. Máy là máy da phi à. Máy da phi. Con này cắt lỗ rất là sâu này các bạn ạ. Đợt này cần vốn để đảo hàng các bạn. Để mua hơi nhiều hàng, bóc hết ra thì nó lại phải cuộn vào. Còn nắp đây các bác nhé, đo kích thước này. Kích thước 54 x 28. Mã số 13. Giá ra lưu sản phẩm này đều bao về giá 8,5 triệu. Quá rẻ. Mã số 13. Ok. Ok, em sẽ quay cho các bác một chiếc đồng hồ song tiện rồi nhé. Một chiếc đồng hồ song tiện này. Rất đẹp. Song tiện hai cục của nó. Ở bên trên là nó sẽ có hai con tiện ở phía trên thôi nhé. Em chưa nắp rồi, tối em nắp vào nhé. Ở phía dưới này nữa các bác có hai con tiện và đuôi này, rất là đẹp này các bác này. Tính là kính cong các bác nhá, kính rào cực kỳ đẹp. Mặt số đấy, còn là con phông tơ noi. Bắt tay
38 39 88 39 Alo em thôi nhá, còn là các bạn alo em mã số 14. Vâng, như vậy sản phẩm này cũng là sản phẩm cuối cùng nhưng ngày hôm nay thôi nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn, không cho nó cũng phao.